đấy, anh đang chẻ cá lóc, ướp muối vào, nước bột ngọt vào, gừng. À, cái này là mình để là mình chuẩn bị đi hấp phòng anh đi hấp này. Dạ đấy, hấp chín. Cháo cá miền Tây 2, địa chỉ là số 3 đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Các bạn ơi, bữa tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn món cháo cá miền Tây nha các bạn. À, hiện tại thì mình đang ở trên đường Nguyễn Văn Bá nha các bạn. Mình xin giới thiệu một chút xíu về cái điểm của ngày hôm nay nhé. Mình đang đứng trước một cái quán cháo cá miền Tây 2 rất là nổi tiếng ở khu vực đường Nguyễn Văn Bá. Đây là đường Nguyễn Văn Bá nó dài nhé các bạn. Phía ngoài kia là cái đường xa lộ Hà Nội nhá. Và quán cháo cá nằm đây. Nói chung là quán cháo cá này lâu đời lắm rồi các bạn ạ. Và rất là nổi tiếng với món cháo cá lóc từ rất lâu đời. Quán bên trong này các bạn. Rồi nha, nói chung ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn món cháo cá nha các bạn. Cháo cá miền Tây nha. Mình vào nhé. Ở đây mình có nhiều rau gì vậy cô? Rau đắng. Rau đắng. Mồng tơi. Mồng tơi. Cải thảo. Cải thảo. Hết chưa? Rồi giá. Dạ. Rồi là rau cúc. Rau cúc rau... một tầng ô. Tầng ô. Đấy. Đây này các bạn này. Cháo cá lóc thì không thể thiếu món rau đắng. Có một bài hát thì về cái món cháo cá lóc rau đắng câu nhỉ? Quên mất tiêu rồi. Rau đắng nó cay nhá. Có bài hát gì cô nhỉ? Cô hát câu được không? Cái này là ngày xưa là mình mới mở ra là mình bán ở đây luôn không cô? Mới mở ra năm 2000 là chị cô bán. Rồi tới năm 2009 là chị cô nghỉ rồi để lại cho cô bán tới giờ. À, bán tới giờ luôn hả? Ở đây là mấy giờ là mình có cháo bán? 8 giờ là cô mở cửa, rồi cô bán từ 8 giờ cho tới 10 giờ rưỡi. Vâng. 10 rưỡi đêm hết khách thì nghỉ. Cái khách là nghỉ. Ở đây ví dụ như là có khách nào ăn riết và nhìn cái mặt luôn đúng không? Có chứ, có người ta ăn rồi ta đi, mấy đứa học sinh viên mà tới nó ra trường rồi nó có gia đình rồi quay lại ăn cũng quen luôn hả? Quen luôn. Dạ. Cái cháo cá của mình là nó có đặc biệt của cháo cá của mình là cái gì vậy cô? Như là ở đây cô nấu cháo đậu xanh. Vâng. Cá lóc thì cá lóc đồng. Vâng. Cá lóc đồng luôn. Cá lóc đồng. Vâng, đấy các bạn, là cá lóc đồng là hiếm lắm nha. Bây giờ mà nói thật với các bạn là cá lóc nuôi nó rất là nhiều nhưng mà kiếm được cá lóc đây đồng. Đây là cháo cô bán là đặc biệt là không có cái tanh mùi cá. À, không tanh mùi cá. Đấy, tức là cá cháo đó bằng màu xanh. Và cá bằng màu xanh. Vâng, và không có tanh mùi cá. Cá như tại vì cá cô hấp riêng á thành ra nó không có tanh. Vâng, đấy là như là cái lẩu cháo thì mình để riêng. Dạ. Rồi con cá mình hấp riêng á rồi hấp sơ rồi mới đem lên cho khách người ta ăn rồi cháo sôi là người ta bỏ vô lẩu. Dạ. Mình cho cái nước cá nó ra nó ngọt. Dạ. Đấy các bạn. Cá là chỉ hấp sơ thôi chứ không. Dạ. Hấp chín như nãy cô đưa lên á. Tức là còn cá rô bí. Cá rô bí cũng rô bí đồng luôn á. Ồ cá rô non đó hả cô ha? Cá rô non đó. Một đĩa này mình bán nhiêu cô? 80. Ôi các bạn này, một đĩa cá rô non này. Những cái món này là rất là dân dã nhé các bạn. Những người mà ở quê á thì người ta sẽ biết tới những cái món này. Đặc sản quê đấy, đặc sản quê hương đó các bạn ạ. Cá rô non chiên. Chiên giòn cô nhỉ? Chiên giòn. Đấy các bạn ạ, cá rô non chiên giòn. Ở đây mình có những cái món đinh nào thì cô, ngoài cháo ra mình còn món có gì? Có nhiều món lắm, như là đồ nướng thì có heo, heo rừng, rồi tôm, cua, đủ thứ. Như là cô bán đặc sản là cháo cá nhưng mà các món nướng là cô có đủ. Vâng, đấy các bạn ạ, như vậy thì ngoài các món đặc sản có dây nướng. Rồi mực nướng, rồi mực chiên giòn, rồi nói chung là nhiều món lắm. Tức là ngoài những cái món chính của miền Tây đó cũng còn nhiều những cái món khác nó của các vùng miền khác này cô ha. Nhưng mà chính là miền Tây của mình cô ha. Đấy các bạn nhá, như vậy thì quán đây ngoài cái món cháo cá lóc đặc sản ra thì còn có rất là nhiều món khác để cho các bạn vừa có thể ăn chơi, vừa có thể ăn nhậu. Lúc này thì mình nhìn qua không gian quán mình thấy quán này cũng hình như cũng hơi hướng là cũng có là vừa là ăn chơi vừa ăn nhậu cô nhỉ. Như là cô chủ yếu là cô bán khách người ta ăn gia đình nhiều khách hơn. Gia đình nhiều hơn đúng không ạ? Như là tôi tới đây là người ta ăn cháo cá là nhiều. Dạ. Như là bàn nào lên là cũng có cái lẩu thôi. Vâng.
Ồ thế ở đây người ta ăn lẩu nhiều ăn cháo hả cô? Thì là lẩu là lẩu cháo á. Nãy giờ nha, lúc này mình nói chuyện với chú á, thì chú nói lẩu hồi xong chú nói cháo, ở bây giờ cô nói lẩu hồi cái cháo. Thì như là nhà lẩu chua cô cũng đựng trong cái lẩu, rồi cháo cá cũng đựng trong cái lẩu, thành ra kêu lẩu lẩu. À lẩu lẩu cháo cháo đều là một cái đồ nói cà chú ạ, cô à. Ví dụ như khách tôi vô thì kêu ăn lẩu là lẩu chua, còn ta kêu cháo cá là cô cũng đem lên thì cũng có cái lẩu đó, rồi đem lên là cháo cá. Vì đối với một lúc cháu hồi mình không biết là lẩu là cháo. Nói chung là vô các bạn là lẩu thì cũng là cháo cá rồi cũng là chua luôn, cái gì cũng đựng trong cái lẩu luôn. Dạ. À, thí dụ như khách vô ăn lẩu Thái thì mình cũng lấy cái lẩu mình đựng. Dạ. Còn ăn cháo thì cũng lấy cái lẩu đựng cháo. Tức là ăn cháo cũng lấy cái lẩu, mà ăn lẩu cũng lấy cái lẩu. Rồi. Cái nồi này nấu lẩu thế là cô gọi là cái lẩu luôn. Chứ thực ra là cái nồi thôi các bạn ạ. Ở đây là nước nước lèo của mình, là mình dùng nước lèo gì vậy cô? Cô nấu bằng xương. Xương không à? Xương ống á. Dạ. Cái đó là cái gì vậy cô? Cái này là thịt dừa viên á. Dạ. Ví dụ trong cái nồi lầu này có những cái gì cô? Đây là cháo đậu xanh là cô nấu riêng. Vâng. Rồi cô bỏ thịt viên. Dạ. Thịt dừa viên á. Vâng. Rồi với lại nấm. Vâng. Rồi hành lá, hành gốc. Đấy. Rồi xong một cái lẩu cháo này. Cái nồi này là bao nhiêu cô? 200. 200. Rồi đây là mâm rau. Vâng, mâm rau. Ví dụ như cái lẩu 200 là con cá là bao nhiêu trọng lượng cô? 800g, cô làm sẵn rồi hết rồi đó. Dạ, tức là làm sạch rồi là còn 800g. Còn 800g, cô mới đem bỏ vô nồi hấp sơ rồi đem ra đây đem lên cho khách. Dạ. Rồi nấu cháo sôi lên là khách bỏ cá vô. Dạ, ví dụ còn cái lẩu mắc nhất của mình là ở đây là bao nhiêu cô? 250, 300. Cái lẩu cháo mắc nhất. Mắc nhất là 300. 300 ngàn. 300 là khoảng 1,2 kg. Là con cá 1,2 kg ha. 1,2 kg. Dạ, đấy các bạn ạ. Như vậy là nếu mà các bạn đi tầm khoảng cái lẩu đó khoảng mấy người ăn cô? 5 người, 6 người. 6 người ăn là vừa ha. Như vậy thì các bạn đi 6 người thì các bạn có thể gọi cái lẩu cá 1,2 kg, 6 người ăn, một người 300 30 chia 6 được 5 người ăn 10 ngàn. Chín rồi đó. Chín sơ thôi. Cái này thì mình hấp sơ thôi ha cô. Hấp sơ thôi. Dạ. Con này khoảng nhiêu cô? Cái này là 250 nè. 250. Dạ, là con cá này khoảng 800g ha. Ha, con cá này là 250 là 1 kg. 1 kg, 1 kg cá. Cá lóc ngọt quá. Tại vì nãy cái nồi cháo lên rồi. Vâng. Thế là bây giờ thôi cô làm cho tụi con một cái nồi cháo 200 đi cô. Con thấy con vâng, cái này cho khách ha. Giờ lên cá thì gọi này cho khách đi, gọi này cho tụi con đi. Vâng. Rồi chả ăn cá 200 vô đi con. Xẻ ra xong rồi hấp lên các bạn ạ. Tức là đây không phải là bỏ cá trực tiếp vào trong nồi để nấu liền mà phải hấp lên đã cho nó chín sơ qua, hấp gừng trước. Ở đây thường thường là những ngày nào là khách người ta mua đông cô? Cô bán đông là thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật đông lắm hả? Mấy ngày đó là như là không có chỗ ngồi luôn. Đông vậy luôn hả cô? Vậy các bạn. Nhưng mà lúc mà giờ hổm này nha, còn lúc này thì nhầm bữa, nhiều khi đông, nhiều khi vắng, nhiều khi có mưa. Dạ. Có bữa thì cũng vắng, có bữa thì đông. Đấy, nhưng mà thường thường thứ bảy chủ nhật là đông à? Là đông lắm cô ha. Thường là từ cái đợt dịch vừa rồi mình có bị ảnh hưởng gì nhiều lắm không cô? Không, tại vì dịch tới nghỉ bán thì cô ở đây chủ không có lấy tiền mặt bằng. Vâng, à ở đây không có tiền mặt bằng. Cũng như là ngày nào cô mở cửa thì người ta mới tính tiền, còn ngày nào cô nghỉ mà do nhà nước người ta chỉ thị 16 thì cô không, như bà chủ không có lấy tiền mặt bằng. Ồ, thế là cô ở đây cô phước ghê chứ, gặp được bà chủ thì còn gọi là rất là tốt bụng các bạn. Như là cô nghĩ là 5 tháng là bà không lấy đồng bạc nữa. Không lấy đồng nào luôn. Rồi cái cô ra cô mở bán được 1 tháng. Mở bán được 1 tháng cái mấy đứa nhân viên này nó bị dương tính hết 4-5 đứa rồi cái bắt đầu cái đóng cửa. Dạ. Nửa tháng rồi bác cũng cho luôn nửa tháng. Ồ, đây là cô chủ đây quá tốt cô nha. Mà mặt bằng thì đây thì mất 1 tháng tới 80 triệu. 80 triệu. 80 triệu. Bởi vì bà không lấy mình mới bán nổi chứ bà lấy dạ. Chắc cô nghĩ là sao tiện đâu đóng. Dạ.
đấy các bạn ạ. Như vậy là cô ở đây không biết là cháu mà có thấy cô có phước quá, nhưng gặp được bà chủ đã bán ha bán toán mà gặp được bà chủ mà gọi là không tốt. Cô bán như là mình ở với bà cũng hai mấy năm rồi, tính ra từ chị cô tới giờ cô là 22 năm rồi. Nhân tiện đấy có cảm ơn bà chủ chủ luôn không? Cũng cảm ơn bà, là nhờ như là bà mà tốt như mình vậy mình mới ở lâu dài, chứ nếu mà bà không bớt mùa dịch mà bà lấy tiền mình phân nửa là mình cũng chịu không nổi luôn. Phân nửa chịu hết nổi. Thành ra cũng nhờ bà không lấy tiền mặt bằng mình mấy tháng mùa dịch gì đó mình mới tồn tại được tới giờ. Dạ. Dạ. Cái viên là cô chẻ đâu ra nè, như là nguyên miếng thì cô chẻ ra với thịt bò. Dạ. Thịt bò cũng bò tươi luôn á, tôm này còn tôm tươi nè. Vâng. Với mực, mực dạ. Của cô cũng là mực tươi không á. Vâng. Sáng cô mua là như là cô lắc xe để rồi tới giờ bán thì đây tới tối rồi á. Dạ. Mực cũng thấy cũng tươi không. Vâng. Như vậy thì hôm nay thì ngoài món cháo cá ra thì mình sẽ cố gắng quay thêm một số món đây của quán. Chất lượng. Dạ, đấy các bạn ạ. Sạch sẽ, vệ sinh. Tức là lúc này cô vừa nói câu vừa rồi, các bạn có nghe kịp không? Cô nói là quán cô hơi cũ kỳ nhưng mà làm đồ ăn rất là chất lượng. Tất cả các món thì cô cũng xào như là trụng sơ. Dạ. Như là mình trụng sơ rồi bắt đầu mình mới xào. Dạ. Kỳ quá ha. Trụng sơ qua nước sôi hết. Tất cả đồ của cô bán là không có tẩm màu. Vâng. Chỉ là xài màu điều tự mình thắng. Dạ vâng. Ôi, xinh quá. Cái điểm mì xào này là nhiêu anh? Xào này 100 ngàn. Ủa, 100 ngàn là nhiều vậy đó hả? Dạ. Ôi, điểm mì xào 100 ngàn nhiều dữ. 100 ngàn mà quá trời luôn các bạn ạ. Nãy là cô cho tôi là cái thịt cô để sẵn đó. Vâng. Xương này là xương ống cô mua là cô nấu nước súp. Dạ, đây là cái lồng súp bánh của mình nhé cô. Ôi, súp bánh to quá. Nước súp là cô bán để bán cháo á, rồi xương á thì cô bán lẩu. Ủa, cái lồng súp bánh là nhiêu tiền rồi cô? Cái đó là nhiêu con? 200. 200 hết vào những xương này luôn hả? Ờ. Ôi, có khi nào mình qua đây mình chuyển sang cái đồ ăn lẩu của súp bánh không các bạn? Xem cái lẩu súp bánh quá trời quá sức luôn các bạn ơi. Một cái lẩu quá trời như này 200 ngàn đó hả? Ôi các bạn ơi, nhìn cái lẩu xích quách 200 ngàn của quán cháo cá miền Tây này các bạn. Có khi nào mình ngừng ăn cháo cá. Mình ngừng ăn cháo cá, mình chuyển qua ăn lẩu xích quách. Các bạn ơi, chắc clip sau mình sẽ tới đây mình ăn thêm món lẩu xích quách các bạn ạ. Quá trời luôn rồi. 200 ngàn một cái lẩu như thế này. Ôi dồi các bạn ơi. Mình ăn... Dạ, hồi này con nhìn mới nhìn có tưởng là ít nhất phải 300, 300 rưỡi, ai có bán có 200 ngàn. Ở đây bán bình dân quá cô ơi. Các bạn ơi, đây là cái lẩu xích quách 200 ngàn. Các bạn có tin được không? Đây là cái lẩu xích quách 200 ngàn. Lúc này mình nhìn mình tưởng khoảng 300 mấy. Quá trời xích quách khủng bố luôn. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì chúng ta chỉ sẽ đi ăn món cháo cá miền Tây nha các bạn. Không liên quan đến cái lẩu xích quách này. Nhưng mà thực sự là cái lẩu xích quách này quá hấp dẩn luôn. Cô nấu súp bán cháo cá. Rồi cái xương thì cô làm lẩu xích quách. Tận dụng luôn cô ha. Các bạn ơi, hôm sau tới cháo cá miền Tây như ăn thêm món lẩu xích quách nha. Quá sức luôn. Ăn là no luôn các bạn ạ. Cái nồi này mình nghĩ phải 6 người ăn. Các bạn ơi, đây là cái menu của quán này các bạn. Các bạn có thể tham khảo qua nha. Ở đây thì quán cháo cho nên sẽ có các loại cháo này. Ở đây thì có cái đầu tiên là cái lẩu xích quách. Có 150, 200, 300. Có cháo cá lóc. Đây, món cháo cá đặc biệt của quán đây. Thì cũng có 150, 200, 300. Rồi cháo cá tai tượng, cháo lươn, cháo bồ câu, cháo chim cút, cháo thịt bò, cháo thập cẩm, cháo nghêu, cháo cá thác lát, lẩu cá thác lát, củ qua, lẩu bao tử hầm tiêu, cá điều hồng nấu riêu. Còn rất là nhiều món các bạn ạ, không phải chỉ có món cá không đâu. Không phải chỉ có món cá không đâu, có nhiều rất là nhiều món. Nha, giá thì mình thấy từ 150 cho đến mắc nhất là 300. Bên này thì có các món cơm, rồi các món lẩu. Đấy, lẩu thì 200 đến 300. Rồi bên này thì có các, ôi nhiều món quá, mì xào, bún xào, rồi nai luôn các bạn, nai rồi thọ luôn. Ôi, các món khai vị, các món cá, nói chung ở đây có rất là nhiều món các bạn ạ. Nhưng mà chính của quán là cháo cá lóc,
cháo cá được nhiều người yêu thích, các món heo, các món lươn, các món tôm. Đấy, nhiều món lắm, các bạn có thể tham khảo qua nhé. Ở đây thì giống như mà ngoài cháo ra thì các bạn muốn ăn thêm gì ăn á, nhưng mà chính là cá nha các bạn. Đấy. À, rồi nhé các bạn. Nói chung là menu rồi mình lướt qua mình thấy có đến hơn cả 100 món đó các bạn. Các bạn có thể lựa được món nào nha. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình vẫn ăn món chính là món cháo cá. À, rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới gọi ra một cái cháo cá lóc 200.000. Đây các bạn này, đây là một cái cháo cá lóc 200.000 nha. Thì nó sẽ bao gồm một nồi cháo như thế này này. Đây, một nồi cháo nha. Một nồi cháo có nấm phía trên, cháo này là cháo đậu xanh nha các bạn. Đấy, cháo cá lóc đậu xanh, có đậu xanh này rồi có thịt viên chiên á, à không phải lộn, thịt viên á. Thịt viên nha, đậu xanh, thịt viên rồi có nấm. Rồi có hành phía trên, có hành kèm theo đó thì có một cái đĩa rau. Ở đây thì mình thấy là có 3 loại rau chính, 4 loại rau các bạn ạ. Giá rau cải thảo, rau rau cúc, rồi là rau rau mồng tơi. Và đặc biệt đây này, cháo cá thì không thể thiếu món rau đắng. Đấy, cháo cá ăn rau đắng ha, tuyệt vời ha. Và đây là hoa khôi của cái nồi cháo cá, đó chính là con cá lóc. Nếu các bạn gọi hôm nay thì mình gọi một con cá lóc 200.000, một cái cháo cá 200.000 thì các bạn sẽ được một con cá lóc là khoảng 1 kg nha. Một con, nói chung đây con cá này là 1 kg. Các bạn gọi lẩu cá 200 thì là 1 kg. Nếu mà con lớn nhất ở đây là tới 1.2 kg là cá lóc 1.2 kg. Nhưng mà hôm nay mình đi không có nhiều người cho nên là mình chỉ gọi một con cá lóc là 200.000 thôi. Cá lóc 1 kg các bạn. Các bạn nhìn là anh có thể quay lại làm một chút xíu một lần rồi này. Thấy cá lóc và thấy ngon ha. Thịt cá trong phao luôn, chắc thịt và trắng, rất là ngon. Đấy, hấp dẫn chưa? Đây là combo nhá. Combo 3 cái này là 200.000. Mình nghĩ cái nồi này là mình ước chừng là 200.000 thì các bạn có thể ăn khoảng 4 người. Nếu mà ăn khỏe thì khoảng 3 người, còn khoảng 4 người là ăn cái nồi 200.000 này là vừa. Đấy các bạn ạ, tuyệt vời. Đấy, bên cạnh đó thì ở đây là mình thấy là quán đưa ra cho một cái đĩa hột vịt lộn, à trứng cút lộn. Cái này mình biết bán giá bao nhiêu. Cái này mình cũng không có gọi luôn, nhưng mà hầu như là khi mà các bạn tới quán thì quán sẽ đưa ra cái phần này. Đây là một đĩa trứng cút lộn, là không biết nhiều thấy chắc 20 cái, không biết bao nhiêu tiền. Cái này là ăn là tính tiền riêng nha, mình không biết. Cái này là mình ra ngồi thì quán đưa xuống là một cái đĩa này. Đấy, ăn kèm đó thì mình thấy có một chén muối tiêu. Bên này thì có một ít gừng sắc sợi và một ít ớt. Nói chung là những cái nồi cá lóc hấp dẫn quá các bạn ạ. Nói chung là có cá lóc quá chất lượng các bạn ạ. Cái này họ có cắt ra không ta? Con cá lóc, à mày quá cắt ra rồi. Con cá lóc này các bạn, bỏ là mình nghĩ là nó ngán hết cái nồi luôn. Đây, để mình bỏ vào cho các bạn là coi cái nồi cá lóc 200.000 nó như thế nào nha. Con cá lóc cũng to muốn bằng cái nồi luôn rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Ôi, cái nồi cháo cá quá chất lượng luôn. Cho hết hành phi tỏi phi vào đây luôn. Tráng cái đĩa, chẳng lấy cái đĩa này vớt cá ra luôn. Nói chung là những cái nồi cháo quá thèm đó các bạn ạ, chất lượng quá, thơm phức. Thực sự là mình lúc này mình vô trong kia mình quay một lúc mình thấy đúng ở đây, quán đây bán rất là bình dân luôn các bạn, cực kỳ bình dân luôn. Một cái lộ to, siêu to lồ này có 200.000. Và một cái đĩa mì xào to chà bá có 100.000. Đúng là quá trời rẻ luôn. Thôi mời cả nhà nhé. Thơm quá. Nó thơm, nghe cái mùi thơm, mùi đậu xanh, đậu xanh á, đậu xanh nấu ra. Và thơm mùi cá, thơm mùi mùi nấm. Ồ, cái nước cháo ngon quá các bạn ơi. Nước cháo rất là ngọt. Ngọt từ cá, ngọt từ xương. Ôi thơm quá. Hút miếng nước là thấy ngon rồi đó. Nói chung ở đây á là
lúc này mình trong lúc nói chuyện đó là mình thấy là người ta dùng rất là nhiều xương để người ta hầm lấy nước dùng á, và từ gọt từ con cá nó ra này, nước ngọt lắm. Ngọt, ngọt và thơm mà không có mùi tanh nữa các bạn, không có mùi tanh, rất là thơm. Ôi. Mình ăn cháo cá mà mình thấy là cá nhiều hơn cháo các bạn ạ. Ồ, miếng cá này, miếng cá chắc chắc à. Cá nó chắc mà nó ngọt cá quá. Cái này chỉ là nước mắm mặn bình thường thôi các bạn ạ. Cho thêm chút gừng, chút ớt vào thôi. Ồ, những cái miếng cá ngon quá. Con cá này thì nó rất là chắc luôn, con lóc thì rất là chắc. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Ở trong này mình thấy là người ta có cho nấm mà các bạn, cho nên là cá nó rất là ngọt. Nó ngọt từ cá, ngọt từ nấm, ngọt từ cái nước dùng. Không biết là các bạn thấy như thế nào, đối với mình thấy nó nồi cháo quá chất lượng các bạn. Nồi cháo này 200 ngàn quá chất lượng. Ở trong, quên nữa, ở trong cháo đang còn có cả những cái thịt bằm này các bạn này, thịt viên á. Các bạn thấy không? Tức là có nấm, có thịt viên, rồi là có cả cá nữa. Trời ơi, trong nồi cháo nó chất lượng quá. Ồ. Thường thường mà mấy cái món cháo mà có nấm các bạn nó rất là ngọt. Mà đây mình thấy là cháo đậu xanh còn có cả nấm, rồi có cả thịt viên trong nữa, có cả cá lóc nữa. Nói chung là cá này các bạn, nếu mà nó chín này thì mình nghĩ là các bạn nên bớt ra nha, khỏi nó bị nát á. Khi con cá nó bị nát là cái thịt nó hết dai, ăn nó gọi là mất đi cái độ ngon của nó. Nhưng mà mình khuyến cáo các bạn nên bớt ra nha. Thực ra thì tùy mọi người thôi, các bạn có thể để lại trong chỗ nóng ăn tới đâu thì gắp tới đó cũng được. Nhưng mà các bạn muốn ăn được cái thịt cá dai ngon thì mình nghĩ là các bạn nên bớt ra. Nói chung thịt cá chắc lắm các bạn ạ, chắc và ngon. Ở đây thì lúc này á, mình trong lúc trong bếp mình quay, mình thấy là đây là cá người ta không có tẩm ướp gì nhiều hết trơn, tức là người ta chỉ có hấp lên thôi. Người ta cho một chút xíu gừng vào, người ta hấp lên, tức là để nó giữ được cái độ ngọt tự nhiên của cá đó. Khách vào cả ngày càng đông các bạn ạ. Bây giờ là lúc này, hôm nay mình đến là sớm của buổi chiều. Nói chung là quán cháo cá này là bán lâu đời lắm rồi, cho nên nổi tiếng từ lâu rồi các bạn ạ. Cá lóc là cái loại cá mà nào thịt nó nhiều mà xương nó lại ít, cho nên là người ta hay dùng để nấu cháo. Và đặc biệt là thịt cá lóc nó rất là dai, dai và ngọt thịt. Nói về cháo cá thì ngoài miền Bắc á, rất là nổi tiếng với món cháo cá chép ha. Cháo cá chép ăn với lau thịt là, ăn với lại có một chỗ nơi thì ăn với lại rau gọi là rau tía tô, thì là hoặc tía tô. Còn trong miền Tây thì có cháo cá lóc ăn với lại rau đắng. Thực sự là cá lóc là nói về cá nước ngọt là vua của các loại cá. Chính vì con cá lóc mà người ta gọi là không có ướp gì gia vị á, người ta chỉ có hấp cho nó chín lên xong bỏ nồi cháo ăn á, thịt nó rất là ngọt, nó ngọt tự nhiên á, nó dai và ngọt thì tự nhiên, nó chấm một chút xíu nước mắm mặn vào nữa, nó ngọt, nó ăn sẽ nó có cái vị gọi là ngọt ngọt mặn mặn á, ăn nó cứ ngọt 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 mặn mặn, nó tuyệt vời. Và lại cái chén cá lóc nó thơm. Ở trong này là mình thấy là có cho thêm cái hành phi á, nó rất là thơm. Có tiêu nữa các ta, mình vừa ăn mình vừa đụng túi cục tiêu nữa các bạn ạ. Ở đây người ta không có xài tiêu xay mịn ra, mà mình ăn mình đụng cái hột tiêu luôn. Ăn cháo cá tát hết cả mồ hôi các bạn ạ. Cái món này mà bạn nào đang mệt mệt trong người ấy, hoặc là đang bị cảm ấy, ăn cái này cũng tuyệt vời. Hoặc là đêm đêm lạnh lạnh các bạn, cháo cá đêm ăn đúng là tuyệt vời. Đây là một cái quán mình thấy nó mang phong cách của quán ăn gia đình rất là nhiều các bạn ạ. Mình nghĩ cái này cuối tuần nó cả gia đình rủ nhau đi ăn cá cháo cá lóc quá hợp lý.
Ở đây thì rau đắng này nè, thì nó là đặc trưng của cháo cá lóc nha. Nhưng mà cái rau đắng này thì không phải ai cũng ăn được, vì ăn nó sẽ có cái vị đắng đắng nha, nhận nhận không phải ai cũng thích. Cái này đây người ta có thêm cho lẩu và rau húng, rau cúc, rồi rau cải thảo và giá nữa. Nhưng mà ăn đúng chuẩn của cháo cá lóc là phải ăn cái rau đắng này. Đấy, hình như là hết cồn này, để mình chiên thêm ít cái một chút xíu cồn nữa. Cái rau đắng này thì không cần phải chín quá đâu, các bạn chỉ cần trùng qua là ăn được rồi. Nó hơi tái tái xuống á, ăn nó vừa có độ ngọt của nấm, vừa có độ ngọt của cháo và nước dùng, rồi ăn với cái này nó hơi đắng đắng á, nó sẽ tạo lên một cái vị vừa ngọt vừa đắng, nhìn nhận rất là thích. Cháo cá lóc rau đắng ha. Cái chủ nào mà thấy cháo cá mà có rau đắng là biết là của cháo cá miền Tây rồi, đích thì là của miền Tây rồi. Tuyệt vời. Wow, đây là cái miếng thịt cá lóc này, quá uy tín luôn các bạn ạ. Miếng thịt cá quá trời chắc và quá trời trắng bao, nhìn rất là hấp dẫn. Ngon quá. Ăn cái món cháo này là nói chung là ăn không có vội đâu các bạn, phải từ từ mà ăn. Có nhiều thời gian thì ăn cháo, có ít thời gian thì ăn phở. Đến cái phần rau đắng này, cháo cá lóc rau đắng. Ăn cái rau đắng vô các bạn, nó sẽ có cái vị gọi là hơi thôi quá rồi, nó có vị hơi đắng đắng nhìn nhận, nó rất là giòn. Mình nghe người ta nói là ăn rau đắng nó lên thuốc lắm, mình cũng biết là nó chưa được bệnh gì, nhưng mà mình nghĩ là những cái vị mà có vị đắng á, thì nó sẽ tốt cho thận, tốt cho thận và tốt cho gan. Ngày xưa mà khi ông bà mà cái thời ngày xưa mà thuốc thang mà chưa có nhiều á, là người ta toàn là dùng món ăn này người ta chữa bệnh không á, cháo cá, cháo gà hay là cháo vịt người ta đều dùng để làm chữa bệnh hết. Ở trong nồi cháo có rất là nhiều thịt viên á, ở trong thịt viên này mình thấy có tiêu trong á. Đúng rồi, thì ra cái tiêu nó nằm ở trong này. Cứ một cục thịt viên này sẽ có một cái hạt tiêu ở trong đó. Khi các bạn ăn cháo, các bạn cắn nó nhai nó vỡ ra, nó ấm cả người luôn. Thấy cái nồi cháo nấm là thấy ngọt rồi ha. Bây giờ bắt đầu nó nhừ ra này. Cháo đậu xanh, nấm đậu xanh ha. Cháo cá lóc nấm đậu xanh. Wow, quá chất lượng. Các bạn mà ăn tiêu thì trong những cái miếng thịt xay như thế này nha các bạn, thịt viên á. Đó là thịt viên rồi, những miếng thịt viên như thế này, một trong một cái miếng thịt viên như thế này sẽ có một cái hạt tiêu ở trong đó. Hạt tiêu lớn nha. Cắn nó vỡ ra thì nhưng nó nóng ấm hết cả người luôn. Lấy miếng cá lóc cho vào trong cháo. Nãy giờ là ăn cá lóc với ăn cháo riêng, còn bây giờ là cháo cá lóc. Đây là món cháo cá lóc nha các bạn. Có cháo, có cá lóc, có nấm, có đậu xanh. Mình thích cháo cá đấy nhất là đầu tiên phải nói tới là cái nước dùng. Cái nước dùng cháo cá đấy rất là ngon. Cái nước dùng nó có cái độ ngọt và ngọt dịu, ngọt thanh rất là chịu. Cái lần đầu tiên mà nghe cháo cá miền Tây, mình nghĩ là sẽ có nhiều người nghĩ là nó ngọt đến từ đường, vì miền Tây người ta ăn đường nhiều mà. Ăn ngọt nhiều, nhưng mà mình ăn cái cháo này mình thấy độ ngọt của nó không phải đến từ đường nha. Mình cảm nhận ra cái độ ngọt nó đến từ cái nước dùng á, đến nước dùng đinh xương á. Nó ngọt đến từ nước dùng, đến từ nấm và đến từ cá. Cái vị ngọt thanh rất là dễ chịu. Và cái phần thứ hai mình thích ở đây là về cái cá. Cái cá đây là quán người ta xử lý rất là khéo, mình ăn mình không thấy cái mùi tanh của cá luôn. Nó rất là thơm. Còn cá lóc thì người ta chỉ xẻ ra và người ta hấp, gọi là giống như mà không có ướp một chút xíu gia vị nào hết á. Ướp một chút xíu gừng lên, nó thơm thôi, và hấp lên. Thịt cá rất là dai và ngọt thịt.
cái phần cháo thì có chất lượng luôn, một phần cháo 200.000 bốn người ăn. Nói chung là khách ăn đông như thế này chắc cháo phải ngon là khách ăn đông rồi. Rồi nha các bạn, nói chung là video này thì mình làm tới đây thì cũng dài rồi. Các bạn nếu mà các bạn xem video này mà thấy thích món cháo này thì một lần nào đó đi ngang qua khu vực này các bạn có thể ghé vào ăn thử một phần xem như thế nào nha. Rồi sau đó thì cho mình biết cái đánh giá cảm nhận luôn nha. Hoặc là những cái bạn nào đã từng ăn cháo ở đây rồi thì cũng có thể vào để lại cho mình một cái đánh giá xem cháo ở đây ngon dở như thế nào nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới, nhiều địa điểm món mới thì kênh Đi Đâu Ăn Gì nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Tiếp tục ăn các bạn ạ, còn quá trời luôn. Trên đầu cháo 200.000 này phải 4 người ăn mới hết các bạn ạ. Ăn món này nóng quá. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn đúng là tuyệt vời.